Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát dự kiến định hướng phân vùng quy hoạch cho đầu tư các dự án trọng điểm tại khu vực Hồ Thác Bà, trong đó có các dự án điện năng lượng mặt trời, và làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Yên Bình. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Với mục tiêu tăng cường hợp tác đầu tư và khai thác các tiềm năng lợi thế so sánh, thời gian qua tỉnh Yên Bái và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, điển hình là tập đoàn Alpha Nam đã và đang xúc tiến nhiều hoạt động hợp tác đầu tư xây dựng dự án tại khu vực Hồ Thác Bà, trong đó có dự án điện năng lượng mặt trời. Để tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mới muốn tìm hiểu hợp tác đầu tư vào khu vực này, thời gian tới, đặc biệt là tập đoàn Sun Group, đoàn khảo sát của tỉnh đã đi thực địa tại 5 điểm trên Hồ Thác Bà thuộc các xã Thịnh Hưng, Hán Đà, Ngọc Trấn, Cẩm Nhân, Mỹ Gia và 2 điểm trên đất liền tại thị trấn Yên Bình và xã Đại Đồng nhằm xem xét đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy sản vùng hồ, khảo sát các vùng trọng điểm có thể cho các nhà đầu tư vào nghiên cứu khảo sát. Dự kiến phân khu quy hoạch phát triển các dự án trong tương lai. Đối với các dự án điện năng lượng mặt trời là dự án mới được xúc tiến đầu tư với một số doanh nghiệp phù hợp với quan điểm của Đảng nhà nước về phát triển đa dạng các nguồn năng lượng, nhất là các nguồn năng lượng tái tạo để phục vụ phát triển bền vững. Dự án điện năng lượng mặt trời triển khai vẫn đảm bảo nguồn nước trong sạch, không ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, góp phần khai thác du lịch, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo và các cơ quan đơn vị chức năng của huyện Yên Bình, đại diện các sở ngành có liên quan và lãnh đạo huyện Yên Bình đều thống nhất quan điểm tạo mọi điều kiện tối đa ưu tiên cho các nhà đầu tư vào khảo sát, tìm hiểu đầu tư tại vùng hồ, nhất là các nhà đầu tư tiềm năng. Các sở ngành và huyện Yên Bình cũng cam kết sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn, đưa ra các phương án tối ưu nhất để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án, đặc biệt các thủ tục pháp lý cần thiết và các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật để đảm bảo tính khả thi, tiến độ thực hiện trong thời gian nhanh nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh Yên Bái luôn quan tâm ưu tiên tối đa cho phát triển du lịch theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiềm năng. Hiện tỉnh vẫn đang nỗ lực xúc tiến với các nhà đầu tư phát triển du lịch tại vùng Hồ Thác Bà. Tuy nhiên sẽ tận dụng tối đa mặt nước, quy hoạch hợp lý để phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời, phát triển nuôi trồng thủy sản và thực hiện các chức năng khác. Trên cơ sở lợi thế tiềm năng sẵn có, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện cho các tập đoàn Alpha Nam, Sun Group và nhiều nhà đầu tư khác xác định hướng tiếp cận vùng dự án trên Hồ Thác Bà. Đây là những tập đoàn có tiềm năng và có nhiều lợi thế đầu tư về du lịch, vì vậy phải tập trung tối đa cho các tập đoàn và nghiên cứu xúc tiến các hoạt động, rà soát lại các cơ chế chính sách trong lĩnh vực năng lượng áp dụng để hỗ trợ địa phương, nhà đầu tư trong việc chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự án. Cùng với việc triển khai các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương, đặc biệt huyện Yên Bình phải phối hợp với các nhà đầu tư để phát huy lợi thế du lịch vùng ven Hồ Thác Bà có các sản phẩm đặc trưng, kết nối với các dự án thành vành đai thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch như du lịch tâm linh, nông nghiệp, du lịch cộng đồng, đồng thời vẫn phát huy hiệu quả hoạt động nuôi trồng thủy sản và các tiện ích khác trên Hồ Thác Bà. Qua buổi khảo sát đã định hình rõ những phân khu cho các tập đoàn dự kiến vào đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Công Thương chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân định rõ vùng phân khu đã khảo sát, giao cho các nhà đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có văn bản chủ trương đồng ý cho các nhà đầu tư khảo sát đầu tư dự án, nhất là các dự án điện năng lượng. Đồng thời yêu cầu tất cả các nhà đầu tư phải hoàn thiện thủ tục hồ sơ dự án trong thời gian không quá 2 tháng và trong vòng 2 năm phải triển khai thực hiện đầu tư, nếu không tỉnh sẽ cho thu hồi dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Xây dựng sớm hoàn thành quy hoạch phân khu chức năng Hồ Thác Bà, từ đó để có cơ sở báo cáo với các bộ ngành trung ương có liên quan tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Sở Tài nguyên Môi trường phải rà soát lại đất đai, tài nguyên mặt nước phối hợp với địa phương tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với huyện Yên Bình và các sở ngành hoàn thành toàn bộ các thủ tục hồ sơ, lịch hóa chi tiết toàn bộ các chương trình dự án đầu tư tại khu vực Hồ Thác Bà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh dự án điện năng lượng mặt trời và các dự án khác nếu được triển khai trên Hồ Thác Bà sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội tại địa phương. Đây là những nỗ lực quyết tâm lớn của tỉnh trong việc quy hoạch phát triển vùng hồ. Vì vậy các sở ngành địa phương cần nỗ lực chung tay tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khẩn trương tạo điều kiện tối đa để trong thời gian sớm nhất có thể triển khai thực hiện các dự án.